Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn hỏi đáp về công nghệ tại số công nghệ TRD. Dạo gần đây thì câu hỏi mình nhận được khá nhiều của các bạn đó là: anh ơi cho em hỏi là shop anh có thu mua laptop cũ đổi sang laptop mới hay không ạ? Bởi vì em có mua nhầm một dòng sản phẩm do là không xem trước và em mua về để làm đồ họa chơi game, nhưng lại em lại không biết em lại mua trang bị chipu đời thế hệ thứ 11 và có thấy ở siêu thị họ bán là có Vega rời mới 330, còn lại đủ các tác vụ về đồ họa chơi game, nhưng thực sự thì em về em chơi rất đáng buồn. Vậy thì shop anh có thu mua lại không ạ và chính sách như nào? Vâng, thưa các bạn, tính ra thì Lương đã hoạt động với cái nghề của mình đó là bán laptop là được 12 năm các bạn ạ, 12 năm rồi. Tất nhiên là các cửa hàng thì bao giờ cũng có chức năng mua bán, ví dụ các cửa hàng tư nhân như mình. Nhưng đối với các hệ thống siêu thị thì họ trừ đi cái phí rất là cao. Cụ thể là các bạn có thể dùng trong một tháng thì họ sẽ trừ đến 25-30%, thì nó quá cao cái mức khấu hao của các bạn. Và thậm chí là các dòng laptop cũ rồi thì các hệ thống lớn là họ không nhập lại. Còn bên Lương vừa bán laptop cũ, vừa bán cả laptop mới, và việc chúng ta trao đổi là hoàn toàn bình thường. Các bạn mua về không hợp lý, qua đổi thoải mái luôn. Ví dụ các bạn mua về cái dòng sản phẩm MacBook chẳng hạn, nhưng các bạn lại không quen dùng, cứ thấy người ta quảng cáo cái này dùng hay lắm, ngon lắm, nhưng đối với các công việc và hình thức các bạn sử dụng nó không phù hợp với các bạn, thì các bạn cứ qua cửa hàng mình đổi. Còn hiện nay thì các bạn đều biết là Lương đã có 3 cửa hàng rồi. Một cửa hàng ở 38 Dịch Vòng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, và cửa hàng trụ sở công ty đó là 304 Thái Hà. Còn cửa hàng tại Sài Gòn của Lương đó là 53/31 đường Trần Khánh Dư, quận 1, Hồ Chí Minh. Đấy. Anh em hỏi là liệu thu mua thì giá nó có tốt hay không? Thưa các bạn, thì cửa hàng của Lương thì mọi người đều biết đó là cửa hàng bán lẻ. Chính vì thế ở đây thì chắc chắn là thu mua lại giá tốt nhất, bởi vì chúng ta thu lại và chúng ta bán một dòng sản phẩm ra cho quý vị và các bạn là cả hai đầu chúng ta đều có lợi. Và đây là cửa hàng chuyên nghiệp, chính vì thế giá thì mình làm cho các bạn cực kỳ tốt. Các bạn qua một số showroom hay một số cửa hàng, thậm chí là họ không chuyên, họ còn không biết cái máy của các bạn đang bán nó như nào. Các máy của các bạn sử dụng nó có giá trị ra sao, thì chắc chắn họ không thể thu mua các bạn được. Ở đây thì tớ sẽ thu mua tất cả những dòng, kể thậm chí là những cái máy hỏng rồi. Thì các bạn sẽ hỏi mình là máy hỏng thì thu mua về để làm gì? Máy hỏng thu mua về đơn giản để lấy linh kiện các bạn ạ. Bởi vì những chiếc laptop thì các bạn thấy là những cái chẳng hạn là cổng USB này, những cái con tụ này, những con lọc nguồn này, cái màn hình cũ thì vẫn có thể thay sang một cái máy laptop cũ được, đúng không? Một que RAM thì vẫn có thể tận dụng sang một chiếc máy khác, một con CPU đời cũ vẫn có thể lắp sang một chiếc máy khác, nâng từ i3 lên i5. Chính vì thế là chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng mua lại đấy. Nên anh em cứ qua cửa hàng để thu mua đổi thoải mái mọi người nhé. Còn giá thì chắc chắn là làm cho mọi người cực kỳ tốt. Bây giờ thì các bạn sẽ tham quan cơ sở vật chất tại 3 shop công nghệ TRD. Các bạn ơi, khi các bạn mua bất kỳ một dòng sản phẩm gì thì mình luôn khuyến cáo với quý vị các bạn là lên tìm hiểu thật kỹ trước khi các bạn mua dòng sản phẩm nó có phù hợp với các bạn hay không. Ví dụ các bạn mua một chiếc máy chơi game thì chắc chắn các bạn phải cần CPU khỏe. CPU ở đây là gì? Đó là con CPU bộ lão trung tâm, nó càng khỏe thì hỗ trợ các bạn chơi game càng tốt. Ví dụ đơn giản nhất trên thị trường, các dòng chip như là Core i7, Core i9 hay Core i5, dòng chip H thế hệ thứ 10, thế hệ thứ 11 là mới nhất đúng không? Dòng chip U thì các bạn nhớ đó là dòng tiết kiệm điện. Các bạn muốn chơi game thì các bạn có thể chọn những dòng máy được trang bị RTX hay GTX. GTX là thế hệ cũ, RTX là thế hệ mới. Đấy, nó sẽ hỗ trợ các bạn chơi game cực kỳ khỏe. Còn nếu các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp mà trong lĩnh vực kỹ xảo, ví dụ như các bạn có thể dựng mô phỏng 3D, 4D, các bạn chạy máy chủ, máy ảo, các bạn dân công trường, công trình, kỹ sư, các bạn di chuyển đi lại nhiều, cần một chiếc máy bền thì các bạn hãy chọn những dòng Mobi Workstation. Đấy, đúng không ạ? Mobi Workstation là dòng máy được trang bị chip cực kỳ khỏe, và đặc biệt cảm hình được trang bị đó là cảm hình Quadro, sẽ hỗ trợ các bạn mô phỏng 3D, đấy, chạy các thứ cực kỳ ok.
Còn nếu các bạn chạy máy chủ, máy ảo cần phần mềm tính toán và cần trâu bò thì chúng ta có sử dụng chip đó là chip Xeon. Và bây giờ còn có cả chip i9 các bạn ạ. CPU càng nhiều lõi, càng nhiều luồng, xung nhịp càng cao sẽ hỗ trợ các bạn càng tốt, Vega càng khỏe. Đấy, các dòng RTX càng cao, ví dụ các bộ nhớ như là 4GB, 8GB và thậm chí bây giờ một bộ nhớ lớn nhất cho một chiếc laptop là 16GB, nó sẽ hỗ trợ các bạn càng nhanh khi các bạn làm đồ họa. Đấy. Các bạn sẽ hỏi mình là với những dòng sản phẩm MacBook thì sao? MacBook mua rồi thì có đổi được không? Dùng không hợp lý thì có đổi được không? Đối với chính sách cửa hàng của Lương thì từ ngày xưa đến giờ, những chiếc MacBook cũ, đấy, các bạn qua cửa hàng bán thoải mái. Và Lương sẽ mua những dòng model ít nhất bây giờ là từ những năm 2013 đổ lên. Còn đối với những dòng cũ quá thì chỉ mua lấy linh kiện thôi. Đấy, các bạn có thể mang một chiếc MacBook cũ đến là đổi sang một chiếc MacBook mới hơn. Hay thậm chí một chiếc MacBook có thể đổi sang một chiếc máy laptop đơn giản để các bạn sử dụng nó thuận tiện hơn. Đấy, hoặc có thể là các bạn mang một chiếc laptop nhưng các bạn lại thích một chiếc sản phẩm Apple. Các bạn bảo có đổi được không thì cũng mang qua Lương đổi được. Bởi vì Lương chỉ cần bán cho những người thực sự đúng nhu cầu sử dụng. Đấy, còn nếu các bạn không thu mua, không bán, không đổi gì cả thì các bạn có thể không dùng nữa. Các bạn có thể qua cửa hàng. Đấy, bán cho mình. Khi các bạn qua cửa hàng ở đây, các đội ngũ nhân viên của mình sẽ kiểm tra trực tiếp trước mặt các bạn, báo giá các bạn trước, các bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn hãy bán cho mình. Còn không hợp lý các bạn có thể mang về, không thu bất kỳ một cái phí gì cả. Và một số các bạn có hỏi mình là hiện nay là laptop mà em mua tại cửa hàng mà em không dùng nữa thì bán lại cửa hàng có mua hay không? Đối với những dòng sản phẩm trong các bạn mua mới, ví dụ các bạn mua mới nhá, thì cửa hàng sẽ tính vào cái mức khấu hao. Còn nếu mà một số bạn kiểu vừa mới mua ấy, thì cũng nói luôn các bạn là khi đối với các cửa hàng các bạn mua rồi thì thường không trả lại đâu. Ở bên shop mình thì trong trường hợp các bạn mua laptop cũ, các bạn sẽ được dùng thử một tuần hoàn toàn miễn phí. Các bạn không ưng ý có thể đổi sang một cái máy khác mà không mất tiền. Còn nếu các bạn dùng qua một tháng, các bạn có thể quay lại cửa hàng bán thoải mái. Còn nếu mà vì một cái lý do bất di bất dịch gì đó, khi các bạn mua về mà các bạn không sử dụng nữa thì cửa hàng vẫn có thể là khó nhập lại cho các bạn. Nhưng mà một số bạn kiểu vừa mua được vài ngày mà bán lại thì nó rất là khó đối với những chiếc máy mới. Trừ khấu hao quá cao thì các bạn sẽ cảm thấy là hụt hẫng và mất rất là nhiều tiền. Nhưng mong rằng các bạn thông cảm. Đối với một chiếc laptop các bạn khi các bạn mua mới đi, mình ví dụ nhá. Nhiều bạn bảo ôi em đã dùng gì đâu, em mới chỉ Active Green dùng mấy ngày thì sao lại mất nhiều tiền như vậy? Bởi khi các bạn mua một chiếc laptop mới thì nó đã tính thuế vào rồi. Và khi một dòng sản phẩm mình cho là các bạn mua 20 triệu đi, các bạn khui hộp ra và các bạn không dùng nữa chỉ trong một tuần thôi, các bạn bán lại thì các bạn cũng thông cảm, chắc chắn các bạn sẽ mất 3 triệu. Chắc chắn các bạn mất 3 triệu luôn. Bởi vì nó đã tính cả cái công khi các bạn phục vụ vào một chiếc laptop, các bạn bóc ra rồi, các bạn cài Win rồi thì nó sẽ là laptop cũ. Và có nhiều người mặc định ở trong đầu là họ không mua cũ. Tao có tiền và tao không thích đứa nào dùng sản phẩm của tao, chỉ mua những dòng sản phẩm mới thôi. Họ sẵn sàng chi thêm từ 3 đến 5 triệu để mua một chiếc laptop mới, không mua một laptop trước cũ. Nhưng có những người lại tiết kiệm chi phí, bớt đi 3 triệu cũng là số tiền rất là lớn. Đấy, nên mong các bạn hiểu, mong các bạn thông cảm. Chứ không phải là chưa dùng mà đã mất tiền. Đấy, nhiều bạn cũng không hiểu, các bạn cũng cứu lại. Úi dồi, em đã dùng gì đâu. Các dòng sản phẩm càng nhiều tiền mà các bạn chỉ cần active ra các bạn không dùng nữa là nó mất càng nhiều tiền. Và thậm chí là một cái dòng sản phẩm các bạn mua 50 triệu, một tuần các bạn quay lại, các bạn bán lại thì các cửa hàng họ đã trừ đến 30%. Bởi vì những sản phẩm càng đắt thì càng mất nhiều tiền. Đấy, khi các bạn mua máy là các bạn phải cân đo đong đếm thật chuẩn. Chứ đừng khi mình mua và mua theo cảm tính mà quay lại bán lại hoặc đi bán chỗ khác, họ trừ rất nhiều tiền luôn. Đấy, nên mong mọi người hiểu hơn khi lựa chọn bất kỳ một dòng sản phẩm gì là các bạn phải lựa chọn thật kỹ càng, tránh những trường hợp nhầm lẫn mua không đúng nhu cầu mà mất tiền các bạn nhé. Còn đối với các dòng sản phẩm mới thì chính sách bảo hành của từng hãng và chắc chắn là không được trả lại rồi. Còn nếu mà các bạn khó khăn quá mà gặp vấn đề về tài chính thì cứ vứt qua cửa hàng, mình sẽ hỗ trợ bán hộ các bạn. Các bạn yêu cầu bán được bao nhiêu tớ trả các bạn hết, tớ trả lấy gì của các bạn cả. Đấy là chính sách của Lương từ ngày xưa đến giờ. Vâng, thưa các bạn, là chương trình tư vấn mua bán trao đổi laptop cũ mới cũng như các dòng sản phẩm Apple của Lương xin đây là khép lại các bạn ạ. Các bạn cần nhu cầu gì thì cứ mang qua ba cửa hàng, tiện ở đâu thì các bạn mang qua đấy. Còn nếu các bạn muốn bán đồ hay các bạn muốn mua đồ tư vấn trực tiếp với mình, có thể gọi điện thoại cho mình 077 357 4 số 9 ở cuối, mình tư vấn cho các bạn trước, tránh trường hợp các bạn mua nhầm sản phẩm mà mất tiền các bạn nhé. Hy vọng các bạn ủng hộ kênh của Lương bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, mới nhất về công nghệ thông tin, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.